Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Và để quay trở lại video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một con xe tải Dongfeng đời 2021. Con này là tải trọng 910kg nha anh em. Xe thì như mới. Con này có chiều dài thùng là 2m45 nha anh em, ngang thì 1m4. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Con này thì lúc trước khách hàng chở hàng nhẹ mà sàn rất là mới, chưa có vết chày trên sàn luôn nha anh em. Đây. Sàn này là sàn zin nha chứ không phải sàn sơn lại. Tủ xe rất là kỹ nha anh em, thất rất là đẹp, sạch sẽ. Con này thì trang bị cho mình là cabin máy lạnh, đầu radio. Này là quạt lắp thêm nha anh em. Đó. Đầu radio. Thì mình quay cái đồng hồ cho anh em luôn. Đây. Chạy chuẩn là 8.542 km nha anh em. Xe này thì là kính điện trợ lực lái. Xe mình thì bán cho anh em thì xe là bao zin, không lỗi, không đông đụng. Máy móc là không có thị kích nha anh em. Hồ sơ thì mình bao gốc cho anh em pháp lý rõ ràng. Con này thì là đăng ký hồi tháng 10 2021. Đăng kiểm thì còn dài tới tháng 10 2023 nha anh em. Hiện tại thì con xe này mình đang kêu giá là 135 triệu nha anh em xem xe trực tiếp thương lượng. Bên mình bán thì sẽ bao gốc hồ sơ cho anh em. Rồi anh em có nhu cầu xài xe 950kg thùng dài 2m4 liên hệ cho mình theo số điện thoại 0939529686. Rồi cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào anh em.